mà tiếp tục chào đón quý vị với một đôi loa. Em nó đến từ Nhật Bản quý vị nhé. Trước mắt quý vị là đôi loa LOD. Em nó còn rất là đẹp luôn quý vị ạ. Này. Nó là LOD quý vị nhé. Trước mắt quý vị đây là đôi loa LOD. Công suất của em nó là 100W một loa. Phải nói là em nó đẹp lung linh luôn. Ê căng còn đầy đủ luôn quý vị nhé. Không còn nói gì để nói nữa. Em nó đẹp lung linh quý vị nhé. Đây em quay phía sau cho quý vị xem. Đây phía sau thùng vách này, thùng vách loa còn rất là đẹp luôn nhé. Đây mã em nó là LOD. Công suất 100W, trở kháng 6 ohm. Được chưa? Hàng Tokyo, Japan. Made in Taiwan. Báo cáo quý vị là giá của em nó em cũng báo giá luôn. Hàng rất là đẹp rồi. Giá của em nó là 2 triệu 9 nhá. Em nó ghi đây. 2 triệu 9 quý vị nhá. 2 triệu 9 với đôi loa. 2 triệu 9 một đôi loa LOD này. Những đôi loa tầm giá tiền như này nghe gia đình thì quá là hay. Chơi tất cả các dòng nhạc luôn quý vị ạ. Em nó chơi hết các loại thể nhạc. Thể loại nhạc modern, tắc kinh, bolero, trữ tình, guitar, cổ điển. Em nó chiều hết. Và sau đây mời quý vị nghe em nó biểu diễn này. Bắt đầu. Cái vết mốc này là quý vị về lau nhá, em chưa lau nhá, chưa vệ sinh. Còn rất là đẹp, để lau qua là sạch hết. Như vậy là chỉ cần test như vậy là quý vị đã cảm thấy đã đủ rồi. Quý vị muốn nghe chi tiết thì đeo tai nghe và giúp em nhé. Quý vị đeo tai nghe vào thì quý vị mới cảm nhận được cái châm chất bát của cái đôi loa LOD nó đánh sâu như thế nào quý vị nhé. Bát của em nó là bát 20 nhé, cả viền là 22, bát 22 quý vị nhé. Quý vị phải đeo tai phone vào mới cảm nhận được, vì em quay clip này là em quay qua điện thoại nên đa số là cái tiếng tép nó sẽ nổi hơn. Nên là mong quý vị đeo tai phone vào sẽ cảm nhận được chất âm giúp em. Giá của em nó là 2 triệu 9 đôi loa này quý vị nhé. Em nó còn đẹp lung linh luôn. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số trên giúp em. Em trân trọng cảm ơn. Báo cáo quý vị là em bán hàng thì chuyển hàng toàn quốc. Giao hàng đến tận nhà, sau đó quý vị mới giao nốt tiền nhé quý vị nhé.